Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là phần cụm chân sạc của ASUS ZenFone Max Z010D đang mặt tại Di động Quang Cấp .vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cáp chân sạc của ASUS ZenFone Max Z. .010D lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới chân sạc cho ASUS ZenFone Max. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua địa chỉ của Di động Quang Cấp .vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên ASUS ZenFone Max nói chung và phần chân sạc của ASUS ZenFone Max Z101 nói riêng thay mới các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Quang Cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa điều kiện đến với Di động Quang Cấp .vn cần mua mới chân sạc cho ASUS ZenFone Max, quý vị các bạn vui lòng gọi điện đến đường dây nóng 024-667-5099. Kỹ thuật viên để Di động Quang Cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Chúng tôi đã ship đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được chân sạc, quý hàng thanh toán tiền cho bệnh viện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Quang Cấp .vn. Mọi thắc mắc thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên ASUS ZenFone Max Z010D, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 667 5099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.